Rồi hello, shop xe máy Hồng An lại kính chào cả nhà. Và Hồng An chúc anh em bà con cô bác mình luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Và hôm nay thì Hồng An xin chia sẻ với anh em tổng thể các loại phuộc xe ga, xe số và các dòng Exciter, Jupiter, Sirius. Và đặc biệt shop Hồng An bán các loại phuộc cho anh em mình dùng đều bảo hành 3 tháng dùng, bao đổi trả một đổi một nha anh em ha. Anh em dùng trong 3 tháng có bị chảy nhớt nè, nhúng bị sượng nè, bị xì nè, thì bên shop Hồng An sẽ một đổi một cho anh em, tương xứng với giá trị anh em mình bỏ số tiền ra mua một cặp phuộc đó, chứ không phải đổi loại rẻ tiền hơn nha anh em ha. Anh em mua phuộc nào Hồng An sẽ tìm đúng cặp phuộc đó cho anh em, tương xứng với giá trị anh em mình đã mua sản phẩm đó tại shop mình trong vòng 3 tháng một đổi một cho anh em. Và sản phẩm bên Hồng An bán cho anh em tất cả các loại phuộc đều tỷ lệ mới trên 70% nha anh em ha, mới trên 70%, nói chung là trong quá trình sử dụng là còn mới khoảng 70% là có tất cả ti đều là ti zin, không có bị xước bị chày nha anh em ha, vì mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi, mình sẽ chia sẻ cho anh em nhập kho và bán cho anh em mình dùng. Tất cả các ti ở đây đều là ti zin hết, và đặc biệt là không có bị cong nè nha anh em ha, không bị cong, không bị xước, không bị chày, nhúng nhẹ êm như xe zin, dàn hơi rất là lực anh em ha, nhúng zin nó rất là nhẹ và nó lực lắm nha anh em, chứ không có phục hồi qua nó rất là nặng và nó bị sượng. Còn mà những cái nhúng zin nó rất là nhẹ và nó lực lắm, cái độ đàn hồi nó mạnh lắm nha anh em ha. Rồi mình sẽ đi tổng thể các loại phuộc nha anh em ha. Rất nhiều phuộc cho anh em mình để anh em ráp, anh em thợ đang cần ráp những cặp phuộc cho khách hàng đó anh em, ráp xe dọn, xe dựng, dựng zin, xe dọn mới đều có tại đây hết. Và phuộc ở đây Hồng An bán là cũng có những cặp phuộc có sơn lại giải zin cũng có nha anh em ha. Anh em mình có thể mình ráp xe dựng, xe dọn hoặc xe nguyên zin, về zin cũng có luôn, đủ thể loại cho anh em mình dùng. Hôm nay là tổng thể sơ đây nha anh em ha. Còn rất còn các loại phuộc trên shop mình nữa, thì ở đây mình chỉ chia sẻ từng loại thôi anh em, rất nhiều phuộc, và báo giá chi tiết trên cặp phuộc mình luôn nha anh em ha. Anh em mình chốt đơn nhớ để lại số điện thoại nha. Rồi anh em chuyển cọc, anh em chuyển cọc hoặc chuyển khoản đủ rồi bên shop mình sẽ giao tận nhà cho anh em. Anh em yên tâm, thì shop mình buôn bán cũng 4-5 năm nay rồi anh em ơi, chẳng qua phụ tùng mình làm thêm ha anh em ha. Thật sự là kinh doanh chính là mình mua bán xe đó anh em, mua bán các dòng xe đập, xe lạ, xe chức anh em. Còn đây là làm phụ tùng thêm, kinh doanh thêm. Rồi trước tiên mình sẽ chia sẻ dòng xe ga đây anh em ha. Dòng xe ga, đây là một cặp phuộc Alac 209 đó anh em, Alac 110 209 đời đầu đó anh em ha. Nói chung 209 anh em có thể dùng cho 207 vẫn được nha anh em, 207, 208, cái dòng xăng cơ vẫn xài chung với dòng FI luôn nha anh em ha. Phuộc này là phuộc màu bạc, màu bạc nha anh em ha, màu bạc 207 nè anh em thấy không, 207, 208, 209, 210 xài chung. Nhưng mà 209, 210 thì cái phuộc nó chuyển sang màu đen rồi nha anh em, nhưng mà màu bạc, anh em thích màu bạc vẫn có thể dùng được 209, 210 FI luôn nha. Cái mẫu cũ mà 110 đó anh em, phuộc này là 207 ha, Alac 110. Phuộc này mình bán 1 triệu nha anh em ha, 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha anh em ha. Ti zin không xước, không xì nha anh em ha. Nói chung là mình đã nói rồi anh em ơi, bảo hành 3 tháng dùng nha anh em, ti zin chưa mở chưa gì hết ha, nhúng nhẹ nha anh em. Nhúng nhẹ hết đó. Nói chung là phuộc này sụt sơn zin nha, sơn zin nha anh em ha. Nói chung là nó cũng không đến nỗi mới đâu anh em ha, sơn zin thì nó cũng có chạy chút nha anh em, mong anh em mình thông cảm nha, vì nó là 207 tới giờ rồi, 16 17 năm rồi anh em ha. 1 triệu nha anh em, 207, 208, 209 xài chung. Rồi tiếp đến đây là Alac FI 209 210 nè anh em đó. Dòng này là phục đen ha, chuyển qua 209, 210, 110 mẫu FI là nó qua màu đen rồi đó. Thì cũng có thể gắn 207, 208 vẫn được nha anh em, nó chỉ khác nhau cái màu màu sơn phục thôi nha anh em ha.
cặp này mình bán nói chung là 1,5 triệu cho anh em ha, 1,5 triệu nha, 1,5 triệu một cặp nha anh em. Sơn zin nha anh em ha, sơn zin cũng là nhúng zin, ti zin hết, đây là ti như mới ha. Ở đây sản ph�m mình lựa là những cái này là trên 80% nha anh em ha, độ mới của nó đó anh em, nhúng nhẹ luôn anh em, bao nhúng nhẹ hết ha. Bảo hành dùng tới 3 tháng lượng mà anh em, 1,5 triệu đó nha anh em ha. Rồi tiếp đến là Alac 125-150 phiên bản màu đen. Anh em đang cần một chiếc Alac xe nhà đang dùng đó anh em, phiên bản màu đen mờ đó, cái là nhúng màu đen mờ đó anh em à. Hiện 125-150 xài chung nha anh em ha, nó không phân biệt đâu nha anh em à. Xài chung được hết. Cặp phục này nó mới trên 95% luôn nha anh em ha, mới trên 95% luôn nha anh em, sơn zin không có chày không xước luôn á, phục này rất là mới này, hàng nói chung Hồng An đã kiểm tra kiểm định rồi, rất là mới anh em ơi, mới lắm, cặp phục này mới lắm, mới trên 90%+ lần đó anh em. Alac 125-150 xài chung nha, phiên bản là sơn mờ ở cặp này mình bán cũng có 1,5 triệu rồi nha anh em, cũng 1,5 triệu nha, là y như cái phiên bản đời đầu thôi, không mắc đâu anh em ha. Và tiếp đến là cũng là một chiếc Alac này thì nói chung là nó là 125, nước sơn màu bạc, cũng là dành cho 23, 24, 25, nói chung là anh em nào xây nhà có phục trước màu bạc Alac 125 là dùng được hết nha anh em ha. Nói chung cặp phục này nói chung là cũng không được đẹp nha anh em, nó cũng có bị chày chút xíu anh em ha. À, chày thì mình bán giá rẻ nha anh em à, chày thì mình bán giá rẻ hơn anh em ha, nhưng mà bù lại là ti zin hết, ti zin còn mới trên 70% nha anh em à, ti zin chưa có bị xì nhớt xì sượng, không bị xước anh em ha, ti như mới à, đồ đây Hồng An bán kiểm tra kỹ lắm anh em ơi à, dấu chấm sơn chấm mực còn nguyên hết à, à thì cặp này mình bán 1,2 triệu nha anh em ha, 1,2 triệu nhớ nha anh em ha. Anh em nào Alac 23, 24, 25 đó anh em à, đang cần thì anh em mua cặp này về dùng à, anh em nào muốn sơn zin bên mình sẽ xử lý lại cho anh em vẫn được nha anh em ha. Nói chung là xe này đẹp lắm anh em, chẳng qua nó bị dệt chút xíu thôi chứ à, mình thấy bản thân nó cũng đẹp lắm anh em, đúng không à, rất là đẹp mà anh em à, nó chỉ chấp chút xíu thôi nha anh em ha, không đến nổi nha, anh em muốn dặm mình dặm cho anh em luôn nha à, dặm cái sóng thôi à, đây phục cũ mà anh em à, không tránh khỏi đâu ha. Đây 1,2 triệu nha anh em ha, Alac 125. Và tiếp đến cũng là Alac, cái này Vision nha anh em ha, Vision đó, Vision 2020 nha anh em, xài chung 2018, 2015, 2016, nói chung là Vision là nói chung là xài chung nó dễ xài lắm, tất cả các đời Vision dùng được hết mà anh em, nó rất là sâu anh em thấy không đó. Chưa có dấu mở anh em ha, chưa chạm chưa mở, còn rất là mới anh em, rất là mới đó. Thì Vision nó dễ xài lắm, 2012 nó 2013 2020 xài chung hết nha anh em, rất là dễ xài ha. Cặp phục này nói chung là còn như mới, quá mới luôn anh em ơi, cặp phục này mới trên 95% nha anh em ha, hàng này hàng quá là mới rồi, quá trời mới anh em ơi, xuất xưởng là 2023 luôn nè anh em, mới đây luôn nè, 2023 luôn anh em ha, phục này phục mới luôn mà anh em, quá đẹp, nói chung anh em dùng là ok luôn anh em ha. Vision này mình bán 1,5 triệu nha anh em ha, hàng như mới trên 90% mà anh em. Rồi tiếp đến là SH Mode anh em ơi, SH Mode nè đó. Anh em nhà mình đang dùng những chiếc xe SH Mode mà cái phiên bản là nước sơn nó màu và phục nó màu bạc đó anh em, thì cái này dùng được nè đó. 2015, 2013, 2014, 2017, 2018 gì đó, xài chung được hết nha anh em ha đó. Quá đẹp anh em, còn mới lắm, cặp phục này cũng mới trên 90% đó anh em ơi, rất là mới đó. SH Mode này mình bán 1,8 triệu nha anh em ha, 1,8 triệu một cặp nha, rất là mới đó, anh em nhìn nè, quá mới anh em ơi. Nói chung đồ ở đây mình bán anh em yên tâm đi, nói chung là mình lựa những cặp phục nói chung là còn rất là mới, mới trên 70%, nói chung là mình nói là hơi bị thấp nha anh em ha, nhiều khi rất là mới đó. Rồi tiếp đến là cái dòng nhà Jupiter, mình có một cặp Jupiter anh em, Jupiter anh em mình đang cần thì mình cứ liên hệ Hồng An nha. Cặp phục này còn dán keo luôn nha anh em, còn dán keo Jupiter 204, 208,
2010 xài được hết nha anh em ha. Tất cả các đời Jupiter thắng đĩa nha. Còn đây còn dán keo nha anh em ha. Đó, còn dán keo. Jupiter nói chung xài được nhiều, nhiều đời lắm anh em ơi. Đó. Mắc cú mắc nèo các đời xài được hết. Nếu xài Jupiter là xài được hết anh em. Đó. Cặp này rất là ok ha. Còn dán keo lắm anh em, dán keo nè. Còn mới trên 80% mà anh em. Em cái tiêu đó nè, rất là mới luôn. Ở đây mình bán đồ lại ti zin mà nói chung là zin như còn mới á. Còn những cái ti mà xước xước chày chày là bên mình không bán đâu anh em, yên tâm đi. Đó. Đều lựa kỹ từng cặp phuộc và đã nhúng kiểm tra giám định anh em ha, mình mới chia sẻ cho anh em nha. Cặp phuộc này mình bán 1,5 triệu nha anh em ha, Jupiter 1,5 triệu nha. Đó. Hàng theo xe anh em ha. Tiếp đến là cặp Sirius cũng là thắng đĩa luôn nha anh em. Đó. Sirius nói chung là dành cho các đời luôn nha anh em ha, cũng dễ dùng dễ ráp, các đời xài chung hết, thắng đĩa nha anh em. Sirius nè cũng mới trên 90% ha anh em ha. À, mới trên 90% luôn nha anh em. À, anh em nào đang cần ở nhà thì liên hệ Hồng An. À, rất là đẹp. Cặp này mình bán 1 triệu nha anh em ha. Sirius thắng đĩa mình bán có 1 triệu thôi nha anh em, còn Jupiter mắc hơn anh em ha, 1,5 triệu. Rồi tiếp đến là những cặp thuộc xe số gồm các dòng neo quay thái phiêu 1 ZX Alpha. À, neo kim, neo cơ, RS xài chung nha anh em ha. Trước tiên là mình sẽ chia sẻ cho anh em một cây Supreme 2002. Supreme 2002 nó có hai ngắn nha anh em. Anh em nhớ nha. Nó giống như rim rồi đó anh em. Đó, nhưng mà nó là ốc này ốc lõm ha. Còn rim thì nó bắt ốc ốc 10, ốc số 17 anh em, nó có cái ốc bắt á ha. Còn đời Supreme 2002 đến 2006, 07, 08 xài chung nha anh em. Supreme là xài chung tới 2008, 2010 luôn anh em ơi. Nói chung là dùng chung hết. Anh em cứ yên tâm mà dùng ha. Supreme 100 nói chung thắng đùm mà. Xài được hết tới 2010 nè, 2011, 2012 luôn nha anh em. Gắm được hết nha anh em ha, nó dễ ráp lắm. À, cặp này là 202. À, thì mình bán cho anh em, nói chung xe này là mình coi kỹ coi. Sơn cũng sơn đẹp, sơn zin anh em ơi. À, sơn zin nha. À, 202 nè. À, sơn zin anh em. À, sơn zin. Sơn zin anh em ơi. À, cặp này sơn zin nha. Nói chung mình bán giá cũng tốt nha anh em ha. Giá 1,5 triệu rồi nha anh em. À, ti zin nè, chưa phục hồi chưa mở nha anh em ha. À, đã kiểm tra giám định rồi anh em. Rất là nhẹ ha. 1,5 triệu nha anh em. Supreme nói chung các đời Supreme anh em ráp được hết nha. Đừng có phân biệt mà đời này đời kia nha. Cứ Supreme 100 là ráp được hết. Anh em cứ yên tâm mà ráp. Nó dễ ráp lắm anh em ha. Ráp lên là đúng là hai răng là bắt được hết à. Đó. Không phân biệt các đời nha. Supreme 100 là ráp được hết. Miễn sao nhà có Supreme 2012, 13 đó. Miễn sao 100 là ráp được nha anh em. Đó. Nó kéo dài tới 2002, 2001 luôn mà anh em. Đó. Rồi tiếp đến là một cặp phuộc. À, phuộc này phuộc neo kim. Neo kim có thể dùng cho RS nè, dùng cho YS thắng đĩa nè, dùng cho RSX vẫn được nha anh em ha. Nói chung là neo kim nó hay một cái là nhà sản xuất nó làm ra một cái phiên bản phuộc nhúng dùng cho rất nhiều đời. Đó. Năm ra anh em mình ráp cũng dễ lắm. Anh em ở nhà có RS nè, YS nè, RSX nè, 100 nha. Mẫu 100 ráp được hết nha anh em ha. À, 207, 208, 2010 và các dòng neo kim. Neo kim là neo mà 125 mà xài cộng dây đồng hồ anh em, gọi là neo kim đó, mình ráp được hết. À, cặp này rất là đẹp ha. Nói chung là cũng có sơn, mình thấy là có sơn giọng giả zin. Có sơn rồi nha anh em ha. Có sơn rồi nha anh em. Sơn đẹp anh em ơi, sơn rất là đẹp. À, giả zin anh em ha. À, rất là đẹp. Anh em có thể ráp xe zin vẫn được nè. Anh em có ráp xây dựng cũng được nè. Đó, dọn mới cũng được nè. Đó. Nói chung là bên mình xử lý sẵn rồi anh em. Nhiều khi sơn zin nó bị chày đó, mình về xử lý nhẹ lại một cái ha. Anh em mình về ráp nó đẹp lắm, như zin anh em. Cũng là ti zin nha. À, ti zin. Ti zin mới lắm anh em ơi. À, chưa phục hồi chưa chạm anh em ha. Nè. Mình bán kiểm tra rất là kỹ anh em. À, mấy cộng với anh em mình bán có 1,5 triệu thôi nha anh em ha. 1,5 triệu thôi. Bảo hành dùng tới 3 tháng một đổi một cho anh em nha. 1,5 triệu nha anh em. Rồi tiếp đến là FI nha. Dòng neo FI là dành cho neo GT nè, đồng hồ điện tử nè.
neo FI phun xăng điện tử nè. FI thì chẳng qua chỉ dùng được cho neo FI nha anh em, ngoài ra không dùng được những cái phục khác nha. À, anh em nên nhớ FI neo là chỉ dành cho FI, một là GT, hai phiên bản xe thôi nha anh em ha. À, ngoài ra không dùng được xe nào khác hết. Future X là dùng phục khác nha anh em. Đó, cặp phục này mình bán 1,5 triệu nha anh em ha, 1,5 triệu nha, dành cho neo FI, GT xài chung, cái đồng hồ điện tử nó xài được hết nha anh em. Phục này cũng có sơn lại nha, sơn giả zin rất đẹp. Bên shop mình nói chung là có những cái đội ngũ sơn rất đẹp anh em. À, họ làm sẵn cho mình hết, anh em về ráp cho anh em ha, mà vẫn giữ lại những cái độ zin của cái chiếc xe. À, giữ lại hết cho anh em mình luôn. À, cặp này như 2006 đó anh em, thấy không? 2006 á, của cái dòng neo mà đời đầu á, hả? Neo này nói đúng ra nó là neo đồng hồ điện tử, neo GT 206. Nói đúng ra là nó như vậy, 206 chỉ có neo đồng hồ điện tử, neo GT thôi. Đó. Nhưng mà gáp cho FI vẫn được nha. Đó, anh em nhìn nè, ti như mới. Đó, không xước không chày đâu anh em. Đó. Chỉ 1,5 triệu đó anh em. Anh em kiếm đâu ra những cặp phục này? Chỉ riêng tại shop Hồng An mới chọn lọc sàng lọc kỹ cho anh em những cặp phục, những cặp nhúng ha. Bảo hành chất lượng cho anh em mình dùng cỡ này đó anh em, tìm đâu ra. Anh em thử nghĩ đi, một cặp phục hôm nay anh em đi mua cặp một cặp ti thôi, ra phục hồi ra một cặp ti họ ít nhất cũng anh em cũng phải mất 300-400 ngàn rồi một cặp ti nha anh em ha. Rồi một cặp vỏ bao nhiêu tiền đó anh em, tiền phục hồi bao nhiêu rồi phải đi sơn lại dặm lại, tính ra anh em nói chung là mất đi cũng gần 700-800 ngàn rồi. Anh em một cặp phục mà đã hư á, đem đi làm canh chỉnh lại cũng đã mất hết 700-800 ngàn rồi anh em. Anh em thà anh em đi bỏ đi anh em ha, đã phục hồi xài không ngon nha anh em. Đó. Mà ở đây mình là những cây ti zin hết, chưa phục hồi chưa canh chỉnh, hơi nó nhẹ lắm anh em. Cái ti zin nhúng nó nhẹ lắm, hơi cái đàn hồi nó rất là lực ha, nó búng lên lẹ ha. Còn phục hồi xong á, cái hơi nó rất là chậm, nó nặng lắm anh em. Cái độ đàn hồi nó nặng lắm, còn đã mà ti zin chưa phục hồi nó nhúng xuống nó bật lên nhanh lắm anh em. Rất là nhẹ ha, nhẹ và nói chung là êm ái. Còn đã phục hồi qua nó nặng lắm anh em, nó bị xì xì sương sượng á, nó nặng lắm, chạy không ngon đâu. Rồi tiếp đến là một cặp phục trước của ZX thắng đĩa 205 nha anh em ha. Này của ZX 205 nha. Trong cặp phục này mình thấy là cũng đã có sơn zin anh em ơi. À, sơn zin. Sơn này sơn zin nè, nói chung là cũng có hơi bị chày nha anh em ha. Chạy chút nha anh em. Đó, anh em muốn về sơn lại thì sơn, nhưng mình thấy cũng ok đó anh em ơi. Mình cảm thấy ok nha. À, mình quay rất là kỹ anh em thấy không? À, ok đấy anh em. Ok đấy. À, nói chung là chuẩn anh em ha. Được cái ti zin nhúng zin chưa phục hồi chưa chạm. À, giá cặp này mình bán 2 triệu nha anh em. À, nói chung thì sơn không quan trọng đâu anh em ơi. Mấy cái nhúng cũ đa số là sẽ bị chóc, sẽ bị dợp, sẽ bị bung. Thà bên mình mua những sản phẩm mà bên shop mình làm sẵn hết trơn rồi, sơn dặm giả zin rồi hết, hoàn thành hết, anh em nhìn nó đẹp lắm. Có thể ráp xe dựng, xe dọn, cái gì cũng được hết nha anh em ha. À, quá mới anh em. Chấm sơn còn nguyên luôn nè. À, 2 triệu một cặp. Anh em kiếm đâu ra những sản phẩm này anh em. Những con xe mà 2005 tới giờ gần 20 năm mà anh em, 20 năm mà bên shop mình vẫn lựa được những cặp phục này, anh em nghĩ đi, đâu phải đơn giản đâu anh em, đâu phải đơn giản có những cặp phục này đâu anh em ha. À, quá trời đẹp, có 2 triệu anh em. À, anh em kiếm đâu ra cặp vỏ này, cặp ti này đâu, mà chưa phục hồi tới giờ 20 năm mà chưa phục hồi mà nó nhẹ như vậy, kiếm đâu ra anh em? Không có đâu anh em ha, số lượng có hạn nha anh em, không phải nhiều đâu anh em. Rồi tiếp đến là Wenfa ha. Wenfa thì nói chung này, cặp phục này thì mình thấy là sơn zin đó anh em, KEV nè, sơn zin nè, nó cũng hơi bị dùm dùm chấp anh em ha. Wenfa 2004, cái này 2004 anh em đó nè, 2004 nữa, thấy không? Đó thì anh em nghĩ đi, những cặp phục zin anh em thấy không, nó cũng bung cũng chốc hết trơn rồi, nó tới thời kỳ nó dợp nó bung ra anh em ơi. Đó, nếu mình không sơn á, thì nó xấu, thấy không? Đó, thà bên shop mình sơn sẵn hết cho anh em, nó dễ anh em về ráp nó khỏe đó.
không tốn tiền sơn nè, về ráp nó đẹp nè, liền lạc nè. Bên mình sơn là không phải sơn hết nguyên cây đâu, nhưng chỗ này xấu mình sẽ sơn những phần xấu thôi, còn những chỗ đẹp mình sẽ giữ lại luôn nha anh em, giữ lại phần đẹp, giữ lại cái tem thông số cho mình luôn. Đó, anh em nhìn đi. À, bên mình xử lý là đã xử lý đẹp, là nói chung là nhìn như zin nha anh em. À, chỗ nào xấu thì mình sơn, chỗ nào đẹp để nguyên, nó xử lý như vậy đó. Shop mình chuyên gia là xử lý phục là xử lý như vậy, không khi nào mà sơn nguyên cây đâu anh em. Sơn nguyên cây nhìn nó màu nó chói lắm, nó mới lắm. À, làm giả zin như mới vậy đó, như những cây nhúng zin đó anh em, rất là đẹp anh em ha, thấy chưa? Quên pha tới giờ anh em, trời ơi cái tì đẹp long lanh luôn ha. À, trời ơi đẹp đây nè, nhìn nè, chưa mở chưa dấu dặn nha anh em ha, nhúng bao nhẹ luôn. À, shop mình bán là 1,5 triệu nha, riêng những cặp này mình bán là 1,5 triệu nha anh em ha. Anh em muốn kiếm rẻ cũng có nha, 1,000,000 vài trăm ngàn, bên shop mình thì không có hàng giá đó đâu anh em, giá rẻ thì chỉ có những cái shop khác bán nha, riêng shop mình bán là đúng 1,5 triệu nha anh em ha. À, chỉ có bao tiền ship cho anh em thôi nha anh em ha, bao tiền ship, hỗ trợ tiền ship cho anh em. À, ngoài ra là không bớt ha, những cái phục ở đây mình nói rồi, tất cả các phục mình đã chia sẻ trên đây là không có bớt, bán đúng giá nhưng mà hỗ trợ tiền ship cho anh em. Còn anh em cảm thấy chỗ nào nó bán rẻ thì anh em cứ liên hệ những cái shop khác họ bán, anh em cứ trải nghiệm dùng thử đi, rồi chắc chắn là anh em cũng phải quay về Hồng An thôi anh em. Mình hứa với anh em một điều luôn ha, anh em thích rẻ thì cứ trải nghiệm những shop khác họ bán, anh em cứ mua dùng thử đi, dùng thử đi cũng chẳng muộn đâu em. Anh em cứ bỏ vài trăm, 1,000,000 dùng thử đi, trải nghiệm thử cái sản phẩm của các shop khác đi, rồi anh em trước sau gì anh em cũng biết, có câu trả lời như Hồng An đã khẳng định từ bây giờ là trước sau anh em cũng sẽ quay về mua sản phẩm của Hồng An, tuy rằng mắc hơn nhưng mà nó lại dùng được anh em ha, mắc hơn lại dùng được và được bảo hành 3 tháng nữa anh em. Anh em rẻ ok mua về dùng, nói chung mua về dùng trong vòng, nói chung là chỉ có sửa và bỏ thôi anh em. Mình hứa một điều với anh em luôn anh em ha, nhưng khi mua về có 600,000 700,000 anh em đem đi sửa phục hồi lại thêm vài trăm ngàn nữa mà phục hồi xong dùng chẳng được luôn anh em, phải đem đi vứt anh em, đúng không? Mua rẻ về làm tính ra cũng gần bằng một cây phục zin và dùng không được đó anh em, và anh đi vứt thôi, chán không đó. Thà xác định lúc đầu thà mua một cái zin luôn 1,000,000 nhưng mà được đẹp, zin ti zin nhúng nhẹ êm và được bảo hành 3 tháng dùng được anh em. Anh em thử nghĩ đi cái nào nó xứng đáng hơn, bỏ đồng tiền ra nó có hợp lý hay là không anh em. Cái đó là lợi cho anh em chứ đâu có lợi cho ai đâu anh em. À, anh em thích rẻ cứ tìm những shop khác rẻ hơn, trải nghiệm đi rồi anh em sẽ đúng y như Hồng An đã chia sẻ hay là không nha anh em ha. Rồi tiếp đến dàn lô phục xe số nữa nha anh em. Rồi mình sẽ đi tiếp anh em ha. Đây là một cây phuộc KEV, cũng là Wayne Pha nha anh em ha, sơn zin nè. À, cũng là sơn zin luôn nha anh em, nó hơi xấu anh em ha. À, bị dợp, bị bung, bị chóc, chắc chắn không tránh khỏi rồi, 21 năm rồi anh em, làm sao mà đẹp được anh em, kiếm đâu ra những cây phuộc mà nó không chóc, nó không có chày, không có đó anh em ơi, trừ khi những chiếc xe đó nó đậu trên kệ đó, không lăn bánh là không có bị xước, không bị chày, không bị dợp. Khi đã lăn bánh là nói chung là khí hậu môi trường anh biết rồi. À, tự nó dợp ên bung ên tự dợp ên bung ên thôi. Cái khí hậu Việt Nam mình nó nóng anh em, tự sơn bung ra thôi anh em. À, anh em kiếm cái phục mà không có chày, không có bị bung ra thì chỉ có chiếc xe mà nằm trên khung trên kệ đó, anh em kiếm anh em mua. À, còn ở đây nói chung là chày, dặm là dặm, nhưng mà dặm đẹp. Còn zin là để zin, anh em muốn tự ý sơn hay để zin cũng được. Đó. Cặp này cũng nói chung là cặp đẹp luôn nha anh em ha, Wayne Pha. Cặp này cũng là ok nha anh em. Đó. Nói chung giá cũng là 1,5 triệu nha. Mình bán là chung là sơn dặm cũng 1,5 triệu mà sơn zin cũng 1,5 triệu nha. Tùy anh em mình chọn anh em ha. Anh em muốn sơn dặm bên shop mình vẫn có những hàng dặm sẵn 1,5 triệu. Anh em muốn sơn zin, để zin cũng 1,5 triệu nha anh em ha. Không có chênh lệch nha. Bây giờ mình xác định cái giá mình bán rồi. Giữa dặm và không dặm cũng vậy thôi, anh em cứ xác định muốn zin mình có zin đó anh em về, anh em muốn đẹp dặm sẵn đẹp anh em cũng một giá thôi, 1,5 triệu hết. Rồi tiếp đến là một cây Future 1 nha anh em ha, Future 1 nha anh em. À, hàng này chúng ta cũng đã xử lý rồi nha anh em ha, xử lý rồi nha, giả zin đẹp luôn, nước sơn rất là đẹp. À,
Để đợi chín chín nha anh em ha, tôi sợ bọc để chín chín nha, đợi đầu luôn nha anh em, tay dạng ốc nè, cặp phục này rất là đẹp luôn anh em. Trời ơi cái ti này mới mấy chục năm rồi anh em, hai mươi mấy năm rồi cặp phục cỡ này đó anh em. Nói chung sơn dặm giả zin này nó đẹp rồi anh em ha, không một vết chày đâu anh em. Nó có ốc nữa nè, trời ơi chưa dấu dặn dấu mỡ gì hết đó. Cỡ này đó anh em kiếm đâu ra. Nói chung là bên shop mình bán 2 triệu nha, tiêu sờ 1 KEV 2 triệu nha anh em. À, lúc nào đĩa nó cũng mắc hơn đùm nha anh em nhớ nha, cứ phục đĩa nó mắc hơn phục đùm đó, nó như vậy thôi anh em. À, không thể nào mà nó trùng chung giá đâu anh em. À, đùm nó rẻ nha, đĩa rất là mắc vì mình nhập hàng cũng vậy thôi anh em đó, chứ mình không phải mình tự mình kê giá đâu, nhập hàng cũng vậy thôi. À, rồi đây là một cây KET là của quay Thái 110, phục này là phục 99 99 nha anh em, 99 là nó có dặn đây nè. À, ti quá đẹp, trời ơi cái ti, cái này là sơn zin nha anh em ha, sơn zin nha anh em, nhìn nè sơn zin nó sẽ bị chóc, sẽ bị chày. À, không tránh khỏi đâu anh em. À, à, 99 nè ha. À, đó 99 nè anh em thấy không. À, mấy 110 giờ nó mắc lắm anh em ơi, anh em mua phôi anh em cũng biết rồi ha. À, mua phôi anh em cũng biết rồi, rất là mắc những cặp phục quay 110, đặc biệt là những cái phục vào phục thắng thắng đĩa đó, rất là mắc. À, sơn zin nó như vậy đó anh em, chóc chóc vậy đó ha. À, anh em muốn không ăn sơn lại vẫn được, anh em muốn là anh em về sơn vẫn được ha, cũng một giá đó anh em. Quan trọng mình bán là cái chất lượng, là bên trong cái lõi, cái ti, cái lò xo, cái nhúng chưa phục hồi thôi. Còn dàn ngoài cái này rất là dễ, anh em bỏ đi sơn dặm 100 ngàn, 150 là đẹp liền anh em. Bất kể anh em đi sơn ở đâu hết, ra tiệm sơn họ sơn cho anh em 150 thôi là sơn đẹp luôn nha anh em ha. Một cây 150 thôi à, không mắc đâu. Quan trọng mắc là mắc cái ti anh em, cặp ti, cặp nhúng, lò xo bên trong đó, chưa mở, chưa canh chỉnh, nó nhúng nhẹ đó. Quan trọng là chỗ này đó anh em. Cây ti rất là mắc tiền nha anh em ha, một cây ti zin hôm nay là không rẻ đâu, một cây ti zin này là cả gần cái triệu á một cặp đó anh em, những cây ti quay Thái thôi nha anh em ha, anh em đi mua cặp ti quay Thái đi anh em biết liền à. À, nó 1 triệu lần nha anh em, mà mua chưa được anh em ha, không phải dễ mua nha anh em. À, rồi cây này mình bán nói chung là sơn zin ha, 2 triệu nha anh em. À, anh em muốn sơn sẵn mình vẫn có giả zin cũng 2 triệu luôn nha anh em. À, đề 99. Rồi tiếp đến. À, cái này cây rim nha, rim Thái nha anh em ha. Rim Thái, cây này là đời 98. 98 anh em. Đó, rim Thái nè. Nói chung cây này là cũng có sơn dặm giả zin rồi nha anh em ha, rất là đẹp. Anh nhìn chưa? Đó. À, giả zin là phải giữ lại những cái này zin. Chỗ nào chày mình sơn, không phải sơn hết nguyên cây đâu anh em. À, cái nào xử lý được thì xử lý, cái nào zin để lại hết ha. Không đụng chạm. Đó. Đó, anh em nhìn cái sóng này rất đẹp. Đó, sơn zin dặm giả zin phải dặm như vậy anh em, mới gọi là dặm giả zin ha, chứ phải bắn nguyên cây nha, bắn nguyên cây là sơn hết rồi nha anh em. Đó, dặm giả zin là chừa lại những cái phần này nè, đó nó vàng đó, giữ nguyên lại, chỉ xử lý cái sóng thôi, sóng giữa đó anh em. Đó, cặp này ok nha anh em ha, nè tây zin nè, đời đúng đời 98 nha anh em. Nói chung 98, 97, 96, 95 nói chung các dòng rim là dùng được hết nha anh em. Tại mình phân biệt cái 98 là cái đời này 98 thôi. Thực sự rim là dùng được hết các đời luôn nha anh em ha. Miễn rim Thái, rim 2 tam hồng vẫn dùng được luôn nha anh em. Chẳng qua nó khác nhau cái đời thôi. Cái đời số thôi nha anh em, mình phân biệt cái đời thôi. Cho nên mình biết nó là đời 98 thôi, thực sự dùng được hết. Rim là dùng được hết nha anh em. Đó, anh em coi nè. Quá trời anh em, chưa mở chưa canh chỉnh nha. Đó, bao nhúng nhẹ nha. Nói chung rim nó không rẻ đâu anh em ha. Rim Thái bên mình bán một cây này là 2 triệu nha, 2 triệu một cây nha anh em ha. Những cây nhung rim Thái mắc lắm nha anh em, không dễ tìm đâu. Super tìm dễ chứ rim Thái tìm khó lắm anh em. Rồi tiếp đến là quay Thái 110. Đó, cây này là cây nè, thắng đĩa nha anh em. Quay Thái 110 thắng đĩa nha. Nhưng mà cây này là đời 99 nha anh em. 99 là nó có ốc ha. Còn 2000 là nó lõm, nó đậy nắp cao su nha anh em. Cây này ti nè, nói chung là chảy nước miếng. Bên mình bán ti nói chung là phục nhúng, là nhìn cây ti là nói chung là chảy nước miếng anh em. Đó, còn mới trên 70% hết nha anh em ha. Đó,
cũng có dấu bắc qua nè, làm nhìn biết liền à. Đó. Dấu thẹo anh em đó, thẹo bắc nè, thấy không đó. Đều có dấu thẹo nha. Còn những cái nhúng mà nó không có dấu thẹo là những cái nhúng mới nha anh em. Anh em coi chừng, nhiều khi họ thay những cái ti mới đó, coi chừng nha anh em ha. Nhúng nó đều có thẹo hết nha, đều là ti zin theo xe ráp, tháo từ trên chiếc xe xuống nha đó. Còn những cặp ti mà nó không có dấu thẹo á, là những cái ti mới á, ba ti lô, ti Đài Loan gì đó, thì khi họ bán cho anh em, anh em nghĩ là ti đẹp không phải nha, đều là những cái ti hàng Đài Loan, Đài, nói chung là hàng liên danh ở ngoài á, nhúng nó không có cứng đâu, nó dễ bị cong vơ lắm nha anh em. Còn những cái nhúng chày xước như vậy mới đúng là những cây theo xe tháo xe ra, nó mới có những cái ngắn này nha anh em, thấy không, đều có ngắn hết nha anh em. Để ý mua nhúng phải để ý những cái ngắn này nè đó, dấu mở dấu xiết anh em, gác trên xe xuống á, nó phải có những cái dấu, thấy không, chứ không phải nằm mới tinh đâu. Đó, nhìn thấy không, là đều có dấu nè đó, dấu xiết dấu dặn hết trơn anh em đó. Thì cây này nói chung mình bán cho anh em là 2,5 triệu nha, vì là nó thắng đĩa nha anh em ha, sơn zin nha, sơn zin quay thái 110 đời 99, nói chung là sơn zin cũng tương đối là khá nha anh em đó. Như vậy ổn thôi anh em ha đó. Rất là ok rồi, còn đừng có nghĩ là những cặp phuộc mà nó không bao giờ có một mà chấp sơn, không đòi hỏi, không có bị chấp sơn là không có đâu anh em đó. Như Hồng An nói rồi, chỉ là những chiếc xe trên kệ đó, đó. Còn ngoài ra phuộc đã sử dụng qua là đều có tì vết ha, sơn zin là nó phải như vậy đó. Anh em muốn cây dặm sẵn, bên mình vẫn có những cây sơn sẵn luôn. Rồi cái này 2,5 triệu nha anh em ha. Và tiếp đến nè, đó anh em nào cần sơn sẵn giả zin, có một cây cho anh em mình dùng luôn. Cái này 2,000 nha anh em ha, 2,000 này là nó có cao su đó anh em, 2,000 nè, đúng 2,000 nè anh em đó. Quá đẹp đó. Đợi 2,000 ha, cũng có dấu bắt anh em thấy không, dấu thẹo dấu bắt hết à đó. Dấu dặn găng mà anh em, phải có dấu nha, không thể nào mà nó mới tinh nha anh em ha. Mới tinh là những cái ti mới đó anh em, ti mới mà không phải hàng chánh hãng đâu, ba ti chợ là ra em gáp giờ chạy thời gian nó cong đó, đụng nhẹ là nó cong ti liền à, không có bền đâu. Anh em đừng có nghĩ là những cái ti mà không có dấu thẹo, ti mới ba ti chợ đó, ráp thời gian chạy qua ổ gà nó đụng nhẹ nó cong ti là chạy nặng lắm anh em, không được đâu. Rồi cây này cũng 2,5 triệu nha, có dặm giả zin như mới, đẹp đó. Anh em cần đẹp bên mình có hàng đẹp đó. Ok chưa anh em, 2,5 triệu. Rồi nói chung thì hôm nay thì mình sẽ lên sóng những cặp nhúng đi anh em ha, hôm nào mình sẽ lên sóng những cặp nhúng nhúng sau nữa. Hôm nay mình lên nhúng trước, rồi bữa sau mình lên nhúng sau, sau này mình lên tổng thể dàn lửa và tổng thể bộ số gì đó. Bây giờ mình sẽ làm những cái clip tổng thể sơ một lần một, toàn là phuộc hết đó, phuộc trước, ngày mai là phuộc sau, bữa khác làm những cái thể loại khác đó nha anh em, cho anh em mình dễ chọn chọn lựa, anh em mình chốt nó dễ hơn nha anh em ha. Rồi đều có giá cả nha, anh em mình cần hình ảnh để lại số điện thoại, cần chụp hình riêng hay gì đó, nói chung mình quay cũng rất là kỹ rồi, bị nhúng ở đây đều là mới trên 70% không anh em. Nói chung hình ảnh chẳng qua là minh họa thôi, nhưng mà anh em cần thì mình vẫn chụp cho anh em mình xem ha, để anh em mình nhận cái hàng của mình á đúng với sản phẩm Hồng An đã chụp cho anh em, gửi cho anh em mình xem. Anh em nhận đơn y như vậy thôi, không có chơi cháo hàng đổi hàng nha, chụp hình nào nhận hàng kiểm tra đúng hình đó mình mới trả tiền cho shipper. Còn mà nếu mà nhận kiểm tra mà không đúng hình ảnh như Hồng An đã gửi từ lúc đầu, anh em có quyền không trả tiền bên shipper, bên mình sẽ trả phí ship ngược lại cho anh em luôn nha anh em ha, chịu hai lần phí ship cho anh em luôn. Nếu kiểm tra không đúng hàng như đã cam kết từ lúc chụp ảnh thì bên shop mình sẽ nhận lại sản phẩm của bên mình, anh em yên tâm.